Xin chào tất cả các bạn. Rất nhiều khách hàng đã điện đến hỏi mình là lợi ích vì sao phải đầu tư vào Vinpearl Resort and Villa và tại sao đây lại là thời điểm thích hợp nhất để đầu tư vào loại hình bất động sản này. Sau đây mình sẽ có câu trả lời trong clip ngay sau đây. Tại vị trí vàng trên những vùng biển thơ mộng, được đánh giá vào top những bãi biển đẹp nhất hành tinh. Chuỗi biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang Vinpearl Đà Nẵng Resort and Villas, Vinpearl Phú Quốc Resort and Villas, Vinpearl Nha Trang Bay Resort and Villas và Vinpearl Golfland Resort and Villas chính là chuỗi thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam và khu vực. Với chương trình cho thuê lại biệt thự, chủ nhân các tuyệt phẩm bên bờ biển này sẽ được hưởng 85% tổng lợi nhuận cho thuê, nhưng không thấp hơn 10% một năm tổng giá trị biệt thự trước thuế trong 10 năm. Với 15 đêm nghỉ miễn phí mỗi năm, cơ hội trao đổi kỳ nghỉ với hệ thống Vinpearl trên toàn quốc cùng nhiều đặc quyền vượt trội khác. Rồi thì bạn đã có những nhận định riêng cho mình, và là một nhà đầu tư thì hy vọng bạn sẽ có những quyết định đúng đắn với các sản phẩm của Vinpearl Vinhomes. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.